Tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 tháng 5 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 thuộc mệnh Thiên Hà Thủy, là người thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ đức hành thủy chủ trí tuệ. Nước mưa hay diễn đạt một cách bóng bẩy là nước Thiên Hà, là sự kết tinh của hành thủy. Nước Thiên Hà thể hiện sự tinh khiết, mỏng manh, nên những người tuổi Bính Ngọ tính cách, tâm hồn cao thượng, thanh nhã, tinh tế, tác phong cử chỉ lịch thiệp, nhã nhặn. Không như vậy, trong cuộc sống, tuổi Bính Ngọ mệnh Thiên Hà Thủy là người của công chúng, có đóng góp công hiến lớn lao cho đời. Họ nhạy cảm, tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn. Bởi bản chất của giọt nước mong manh nên tuổi Bính Ngọ cực kỳ nhạy cảm, tinh tế. Khi mưa gió càn khôn, ảm đạm nên thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Bính Ngọ trong tháng 5 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, nếu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bác tuổi Bính Ngọ trong tháng 5 âm lịch năm 2021. Tuổi Ngọ là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Tuổi Ngọ nói chung và Bính Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Bính Ngọ mệnh Thiên Hà Thủy là người thông minh lanh lợi, cũng rất hoạt bát và nhanh nhẹn, họ nhiệt tình và phóng khoáng, cũng có óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng, tính cách mạnh mẽ, đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Họ là người có tài lãnh đạo, biết kết hợp giữa nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây bất lợi, bất mãn, cũng được cấp dưới tôn trọng và yêu quý rất nhiều, có mối quan hệ khăng khít, tốt đẹp. Tuy nhiên, theo kênh Phong thủy Gia Cát, tuổi Bính Ngọ nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng và đón nhận ý kiến của mọi người, chớ nên một mình một ý sẽ trở thành người cô độc. Sự tự tin và nhiệt tình giúp cho người tuổi Bính Ngọ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Họ biết cách cân bằng công việc, dù công việc có nhiều đến đâu, quy mô có lớn tới thế nào. Quy mô có lớn tới thế nào cũng không thể làm khó được tuổi Bính Ngọ. Họ dùng chính thực lực của mình và nhẹ nhàng ứng phó với mọi khó khăn, biểu hiện xuất sắc đó khiến họ nhanh chóng được cấp trên trọng dụng. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2021 cho thấy rằng các bác tuổi Bính Ngọ có nhiều xui xẻo ở mọi khía cạnh. Nhưng sao xấu trong tháng sẽ gây ra tổn thất tài chính nhất định về sức khỏe cho các bác. Trong sự nghiệp, với những bác đang tự làm chủ, các bác sẽ chịu những áp lực rất lớn và có thể gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tử vi còn cho thấy dù các bác có nhiều cố gắng, nỗ lực để đạt được mục tiêu mà mình đề ra, nhưng đường nhân duyên không tốt, các mối quan hệ xã giao bị thu hút, hạn hẹp. Cùng với khả năng ứng xử chưa được linh hoạt và khôn khéo nên sẽ gây mất lòng với đối phương.
chuyện đã khó, càng thêm khó. May mắn tháng này, quý nhân sẽ nâng đỡ cho các bác, giúp các bác nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân. Song nếu suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì chưa chắc các bác có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sự tính toán, nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Các bác tuổi Bính Ngọ nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống của các bác mới dễ thở, mệt đón được thêm nhiều điều may mắn. Bính Dương Hỏa gặp giáp Dương Mộc là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này các bác tuổi Bính Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn trọng trong mọi công việc. Bên cạnh đó, trong năm 2021, các bác tuổi Bính Ngọ phạm phải hại thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hú họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Bính Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Bính Ngọ. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên các gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Bính Ngọ trong tháng 5 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Với các bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết các bác đã thảnh thơi, làm ít dần hoặc đã nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu các bác vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng các bác đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, các bác nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Các bác tuổi Bính Ngọ đã bước sang tuổi 55, nên dành thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức sau những ngày làm việc căng thẳng, tránh những sự cố về sức khỏe đến với mình. Ngoài ra, tử vi cho thấy, trong tháng này, các bác tuổi Bính Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn và có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Những bác đang hoạt động kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác tốt và mở rộng thị trường. Còn với những bác đang làm công tác tại các cơ quan sẽ lập được công lao, thăng tiến và được khen thưởng. Đặc biệt, để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Bính Ngọ, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với các bác tuổi Bính Ngọ. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho các bác bắt buộc phải chi tiền. Các bác tuổi Bính Ngọ nếu không biết cân đong, đo đếm và tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra. Có kiếm được nhiều hơn cũng sẽ cháy túi. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy các bác đang có nguy cơ mất tiền, hao cuộc. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà các bác tuổi Bính Ngọ phải đối mặt. Cho nên các bác cần biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra mà đừng chủ quan đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với bản thân mình. Ngoài ra, để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Bính Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ trong công việc, làm ăn và kinh doanh trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi năm 2021 cho thấy, tháng 5 âm lịch này, chuyện tình cảm của các bác tuổi Bính Ngọ khá ảm đạm. Các bác không thường xuyên dành thời gian cho gia đình mình, quá mệt mỏi và áp lực
khiến cho các bác tuổi Bính Ngọ sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Bên cạnh đó, trong gia đình cũng sẽ gặp một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích nhẹ giữa con cái và cha mẹ. Các bác trai là chủ của gia đình, tiếng nói của các bác sẽ được sự tôn trọng, cho nên các bác hãy đứng ra để giải quyết mâu thuẫn. Còn với các bác gái tuổi Bính Ngọ thì thời gian này với vai trò là người mẹ, người vợ trong gia đình, các bác cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử, hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Bính Ngọ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng ngũ huyền long, tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho các bác. Thứ tư về mặt sức khỏe, tử vi tháng 5 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn với các bác tuổi Bính Ngọ. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của các bác đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do các bác chủ quan và không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số bác vẫn còn phải nặng lòng với công việc không có thời gian. Cho nên các bác cần chăm sóc cơ thể, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Đồng thời chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi của mình. Đặc biệt, các bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Ngoài ra, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 5 âm lịch để các bác tuổi Bính Ngọ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, kết thúc vào ngày 30 tháng 5, từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 dương lịch. Tháng Giáp Ngọ, nạp âm, phích linh hỏa. Tháng Ngọ lục hợp mùi, tam hợp dần, tuất thành hỏa cụ, xung tí, hình ngọ, hình dậu, hại sửu, phá mão, tuyệt hợi. Trong tháng, các bác tuổi Bính Ngọ cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 5, tức ngày 21 tháng 6 dương lịch, nạp giáp, canh tí. Thứ hai, ngày âm lịch 24 tháng 5, tức ngày 2 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, nhâm tí. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và tăng cường vận tiên khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên, sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Bính Ngọ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, vào ngày âm lịch mùng 7 tháng 5, tức ngày 16 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Ất Mùi, nạp âm Sa Trung Kim. Thứ hai, ngày âm lịch 19 tháng 5, tức ngày 28 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Đinh Mùi, nạp âm Thiên Hà Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Bính Ngọ trong tháng 5 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại,
thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân. Xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện để chúng tôi đưa tới quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.